slide in. Mẹ gói sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi. 2, 3, 4 gói. Đi rửa tay. Chân. Con chăn lợn không có bị à? Ừ, chăn lợn chăn bị không có bị. Con gói này mấy kiểu này. Bé bé này mới đẹp. Mày đã làm cái con mang đi bán mà. Có tiền rồi mang đi bán được nhìn này, tiền nào. Yeah.
đâu bây giờ nó nguội nha. Nóng rồi đấy. Màu vàng, màu tím, màu trắng. Bây giờ màu trắng là ít tí. Đỏ. Cái màu đỏ này không được đỏ cho lắm này, nó nhạt nhạt thôi.
lại được luôn. Cái của anh nó không lấy xấu. 6 luôn. Ăn thử xem có ngon không. Thế mẹ ở nhà con đi, con mang đi bán nhé. Con đi mang bán đi về. Mày
Xôi đi bán đi. Lạnh lắm. Được không? Có được đâu. Được một tí. Nên nè, tiền của chị có được bằng này nè. Chị một tờ. Xin chị nha.
Ủa mà tôm mãi tôi không thân nhau không là có lỗi lấy cho mẹ là không là tao như đã lùn nhịp chị thế con lấy các cái bánh kẹo này lấy phù hợp. Mẹ nấu ăn cơm xong nó lên, có lên thì mai nó lên. Ừ. Ở đây cô ở nhà mẹ mình thì sớm. Ừ. Nấu. Mẹ nấu cơm nhà còn nấu thịt dầu xong. Mẹ nấu cơm nữa. Nấu cơm. À, nó nấu cơm đó. Con lấy đặt lợn nè. Thank you.
cơm nha. Mình bằng dầu đá. Ăn cơm. Mèo này. Ăn này. Đúng rồi. Ăn cả tẹo cả nếp. Con lấy đèn nhá, lấy vui nó con lên trên nhà, con lên nhà ngủ trên nhà.
lấy à? Mai mua mì tôm ăn đấy. Con là lên trên nhà. Ờ. Thế thì mang hai gói cơm xôi đi ăn nhé. Ừ. Ở trong điều biết. Ờ. Con ngủ. Thế con lấy xôi đi nhé. Ừ. Con lấy thì hai ba gói đi. Lấy hai gói được đồ con ăn. Thế là tối đi cẩn thận nhé. Ờ. Nhà nhá.